Nếu bạn đến với con đường Triệu Quang Phục tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn các bạn sẽ rất ấn tượng bởi mùi thơm lừng của các loại dược liệu và thuốc bắc. Tuy nhiên, có một điều còn đặc biệt hơn nữa ở con phố này, đó là bạn có thể tìm thấy những người thợ mài dao kéo, một nghề tưởng chừng như là không còn xuất hiện ở thời hiện đại này nữa rồi. Bạn sẽ thấy vừa lạ vừa quen khi tiếng mài dao kéo lẫn giữa tiếng còi xe thành phố. Đây là nhân vật chính trong câu chuyện tuần này của chúng tôi, ông Sanh Ký. 67 tuổi rồi, sinh năm 57 á, năm 84 làm đó bây giờ, cái nhà ta là 83, cuối năm 83 làm đó bây giờ. Mới khách mài được, thấy được là đem lại giới thiệu người ta lại là... Khách quen của chú nhiều không? Khách quen mấy chục năm rồi cũng phải nhiều à, không có ít đâu à. Chiếc bàn mài cùng một chiếc ô che mưa nắng, ông cụ đã sống với nghề này ngót nghét gần nửa thế kỷ. Dụng cụ đơn giản nhưng công việc lại chẳng đơn giản chút nào. Mỗi người xài nó khác, với lại mỗi cái kiểu cái kéo nó cũng khác nữa. Chất da khác, chất giải khác, chất kéo làm cá khác, chất simili khác. Nếu mà coi như chất giải á, thì nó phải bén thì mà bén. Nhưng mà nếu mà cái simili á, bén quá thì nó không được. Bén quá nó cắn à, tại vì chất giải nó mỏng mà, còn simili nó dày mà. Phải không? Nó dày quá thì chắc hai cái nó cạ vô cái kéo là nó bị hư á. Mau, coi như mau lục lắm. 15 đến 30 ngàn mỗi lần mài dao kéo. Mỗi ngày ông kiếm được khoảng 200 đến 300 ngàn đồng, đủ nuôi sống gia đình hàng chục năm qua. Cửa hàng mài dao kéo của ông Sanh Ký bất chợt phải đóng cửa giữa lúc trời đổ cơn mưa. Hình như bây giờ, dao kéo tốt hơn, hay chúng ta sẵn sàng mua dao kéo mới để thay thế những chiếc đã cùng.